Cao thẳng lại. Hello chào mọi người, chào mọi người. Đúng giờ quá. Chưa ai chào mình à? Trong cái app mà thế là em cho vào thì cho đỡ chống trải. I'm here chứ nó là I'm her nha, khác nhau nha, nhìn cũng hay hay, nhìn cho nó buồn cười. Mới nằm thì có trước mà đã mở mắt ra đấy, giống em hôm qua thôi, hôm kia chứ. Xin chào Thanh Dương, chào tất cả mọi người mới vào phòng nha. Ai mới vào phòng thì mọi người tích chat lên nhiều dùng link nào. Nãy thì có Minh Chiến đi đâu rồi không biết. Còn à, cảm ơn Dương Kisu, hôm nay đã thấy Dương Kisu tặng quà cho Linh rồi. Nhìn cái mặt này tức cười ghê. Anh Cao Thắng ơi, anh Cao Thắng ơi, anh Cao Thắng treo nick à? Như thường lệ vẫn vắng như mọi khi. Nhìn cũng hay mà, tại thấy mọi người lúc nào show cũng có hiệu ứng các thứ xung quanh, hoa thơm bướm lượn các thứ, mỗi mình không có gì. Hôm nay mình cho cái mặt cười và nhìn ra đỡ trống. Mà anh, chắc chắn là anh đi cả thóc, có mỗi mình em có cái mặt này thôi. Tại vì cả thóc chắc có mỗi mình em dùng cái app này hả? Mọi người từng dùng C9 với cả... Không, chả có gì cả. Em thích thì em bỏ ra được, nhưng mà nhìn nó cũng hay hay. Nhìn cạnh em nhìn cho nó đỡ trống trải bức tường. Chào Mr. Bum nhá. Nhìn cũng ngộ ngộ, còn làm nhiều mặt được cơ, nhưng mà thôi cho nhiều nó dối á, cho một cái thôi. Nghe nhạc đã nhá, xem có ai vào không. Hôm nay thứ bảy này anh ấy phải vô được đông hơn chứ. Hôm nay là đấy, tóc không bị xõa sợi nữa vì sao? Vì đầu dơ chơi gội ha. Dơ rồi không lên tiếng à? Thế thì Hoàng đẹp trai phải lên tiếng nhiều vào, đúng rồi. Kiểu nó vào nếp chứ không gọi là bếp lại, bếp bình thường. Nhưng mà nó vào nếp hơn. Nhưng mà nhìn nó sẽ không bóng như là tóc vừa gội xong. Vào nãy giờ thì phải lên tiếng nhiều cho Linh biết chứ. Ôi em vắt điên lên được từ tối đến giờ, nhà em mất nước, không làm gì được. Trời ơi sao chưa gì vào đầu hè mà đã cắt nước này. Nãy tối trước khi đi ngủ phải rửa mặt bằng nước bình máy nước Aero á. Em không biết được do cái máy bơm hay sao.
sao đi ngủ người ta mới show được 5 phút mà. Không, em vừa vào show anh bắt em hát chút bé ngủ ngon thì nói chuyện gì nữa. Em không biết do máy bơm hay sao ấy, cả tòa bị mất, cả tòa nhà bị mất nước, cháy anh tim. Thế để tên này có vẻ đáng yêu không? Mà nghe nó cũng tây tây. Em show về 5 giờ cơ. Trời ơi, làm bây giờ làm gì có cái gì đâu mà xả. Tại vì là cắt nước không có báo trước á. Không báo trước, đùng cái mất. Mất thì người ta đã đề phòng. Báo thì người ta đã đề phòng. Mai mà còn tình trạng này chắc em sang nhà bạn tắm nhiều quá. Đầu bẩn thì có ra để ra quán gội chứ người bẩn thì đi đâu mà tắm được đây. May là em bật máy lạnh á, cho nên người nó cũng khô ráo á. Nên là hôm nay cũng có thể coi là tạm chấp nhận được chứ. Thêm một hôm nữa chắc là em tự mang đi ướp mắm được rồi á. Hôm nay có mỗi đủ. Tức là nhà em có cái máy lọc nước. Thì khi mà bình thường là người ta sẽ lấy nước rồi vào cái máy lọc đấy. Nhưng mà khi mà mất điện ấy, nó mất nước thì nó sẽ lấy cái số lượng cuối cùng nước ở trong cái bình đấy. Đại loại là hôm nay thì em đã phải nấu cơm và rửa mặt bằng nước đấy, rửa rau nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì không thể rửa bát được. Tại vì rửa bát thì cần phải một số lượng nước rất là lớn. Cho nên là đấy, bát em vẫn vứt đó, đã rửa được đâu. Đừng như thói quen hả? Ok. Hello, xin chào Minh Chiến. Ai chưa ấn theo dõi cho Linh thì mọi người đừng quên ấn theo dõi bên trên này nhá. Mọi người nhớ lên hoa free, post 5 sao trên điện thoại và lên quà cho Linh. Thì đó, thì nhà có mỗi mình em thôi. Nhưng mà em thuộc dạng là ăn xong mà nếu mà nhìn đồ mà không dọn luôn cứ bị ngứa chân ngứa tay không chịu được đâu ạ. Nên là nhìn bát đĩa dơ á, nhìn cũng khó chịu chứ. Giờ nào cũng nhiều người xem hết á. Không nhiều người giờ xem xong người ta mở làm chi. Nhìn nó đỡ ngứa mắt á. Tại vì nhìn em rất là ghét khi mà đến nhà ai xong nhìn bếp bừa bộn toàn chén với bát, chén dĩa các thứ lanh tanh bành ra, nhìn nó rất là lộn xộn. Tại vì em nghĩ là thời gian rửa bát nó cũng không chiếm đất của mình là bao nhiêu. Ok, đừng như thói quen hả. Một mình hát hai vai là hơi mệt ấy. Biết là hot rồi nhưng mà có một chút đạo nhạc đó nha. Hai hôm nay toàn cái bài này trên feed. Em từng là duy nhất, là cả khoảng trời trong anh. Nhưng đêm bây giờ anh vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trống. Chào anh nhá. Yêu chậm lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phải đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Vân Dương Pisu nha, hãy tặng cho Linh nhiều kẹo hơn nha. Anh từng là thế giới, là cả khoảng trời trong em. Nhưng đến
hỏi em về ngày hôm nay. Sao đến bây giờ em phải mong chờ một điều ra đơn đến thế. Đừng để thời gian biến theo lối thói quen, lại cạnh bên những giấc xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế quay đi, làm nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ lại nỗi đau, cô đơn về anh khắp phòng ai. Dành tất cả thay rồi để thương một người, giờ chỉ còn trong giấc mơ. Nếu như một ngày có quay trở lại, liệu vẫn còn đó là yêu lúc xưa? Em dành tất cả thay rồi chỉ để yêu anh thôi. Sao giờ đây chẳng thể chẳng thấy, sao ta chẳng thể yêu chẳng nhau. Chờ anh không tên nhá. Không tên biết bố là ai đấy. Cứ thế phải đi, là nhau ta đâu có hay. Ta đâu có hay. Yêu thương thì giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả hay để thương một người, giờ chỉ còn lại giấc mơ. Đây là bài Đừng Như Thói Quen nhá. Bài đang rất là hot, search trên YouTube là thấy liền. Em ơi, nửa đêm rồi chị không có hát to được nhá, nên là không yêu cầu cao hơn được đâu. Cần gì mở link hát được mà, sao lại phải mở? À, tức là không thích nghe mình hát mà thích nghe ca sĩ hát gì. Anh VIP 4 không tên này là ai ta? Đoán hoài không ra. Không avatar, không thông tin gì hết. Thì đã bảo rồi, ai mà không biết thì Linh xin nhắc lại là đêm là Linh không hát to như bình thường ban ngày được nhá. Tại vì Linh phải đảm bảo âm thanh ấy để không ảnh hưởng đến nhà bên cạnh. Đang giờ người ta sáng sớm, người ta ngủ còn đói hát to, lại còn đói hát được như ca sĩ nữa. Thì ông mở bài của ca sĩ không nghe cho nhanh. Người ta đã bảo thì rồi, không đòi hỏi hơn được đâu. Cho nên là không thấy hay thì cũng có thể không nghe nhá. Chứ mình không biết làm nào, mình không hát to được đâu các bạn ơi. Người ta đâu có muốn hát nhỏ xong đâu có muốn phải lý nhí đâu. Vì người ta có lý do bắt buộc chứ. Được voi đòi tiên. Xem không, người ta hát cho bài rồi không được chàng vỗ tay cổ nào thì toàn bắt lỗi thôi à. Thật hát to là không bao giờ có chuyện show đêm ở đâu. Between the train drops, bài đấy em không biết rồi, nghe lạ thế. Thật hát to thì khỏi làm ấy. Mai bán bộ livestream đi vì không cho livestream nhà nữa. Mọi người đừng quên ấn theo dõi Liên Hoa Free, bước 5 sao điện thoại và lên quà cho em nhé. Hãy cho em xin một lời thoát, để em được thôi, được thôi nhớ anh. Hãy cho em thêm một cảm xúc, tìm em thôi thôi thành trái đá. Và rồi để em lại yêu lại sai, phải cơn yêu ngày xưa giờ chẳng đã nhạt phai. Héo hon em từng đêm bận với cô đơn, bận với nỗi buồn. Hello xin nhá. Hãy cho em xin lại nụ hôn.
để em được hóng bờ môi đã khô. Hãy cho em xin một câu nói, dù là lừa dối nhưng thà anh nói, còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia đã mang em từ lâu bên nơi ngục sâu, đã giam em cùng với niềm nhớ thương anh dù chờ đợi mãi. Chiến và một cây kem động viên của anh không tên nhá. Sao mà tặng rụt rẻ thế, tặng mạnh dạn nhiều nhận lên xem nào. Trời ơi, em đang buồn lắm đây, tại vì Talk lại vừa có chính sách mới trong việc cắt giảm lương. Nói chung là rất là buồn, tại vì có một số thay đổi khiến việc lương của mình bị hạ, nên là mình hơi buồn một tí. Em không biết, nói chung là cái phần nhân phần trăm lương ấy, nó phụ thuộc vào mức độ KPI của một idol đấy. Nói chung là đấy, KPI của mình chỉ tương ứng với từng này phần trăm thôi, trong khi là tất cả ngày xưa thì tất cả các idol đều nhân vào mức KPI như nhau, một mức phần trăm doanh thu như nhau. Thì bây giờ thì nó chia ra, ví dụ như là lương cứng buổi này được tầm bao nhiêu bên. Nói chung là em không tiện nói cụ thể, tại vì đây là một cái vấn đề nó khá tế nhị, em chỉ thông báo thế thôi. Có bao nhiêu tặng bấy nhiêu rồi á? Vết cả răng cả ruột ra có một cây kem hả? Trời ơi, VIP 4 kia bó dữ. Em ơi, không hỏi vấn đề tiền nong nhá, tại vì nó là vấn đề rất tế nhị, nên là chị đã rất là tế nhị, cố gắng là chị không nói cái số ấy ra rồi. Có gì thì em sẽ bảo cụ thể với anh sau. Bây giờ mình thấy có những câu hỏi vô duyên nhất khi người ta gặp những cái người mà kể thân quen thì người ta cũng đã thấy vô duyên rồi đây. Mới gặp chả biết gì về nhau, động tí hỏi lương tháng bao nhiêu, làm nhiều tiền không. Nói chung là làm nhiều hay làm ít thì là do mỗi người, hay làm nhiều hay làm ít thì cũng mọi người cũng có được hưởng đồng nào đâu. Em nghĩ cũng còn lâu đóng cửa, chỉ có cái lại đồ nghỉ nhiều hơn thôi. Trời ơi, nhưng mà phát mệt la ấy, kiểu càng ngày càng thấy kiểu mình bị thua thiệt á. Tại vì cái vấn đề quả cáp thì nó cũng mang tính chất hên xui thôi ấy. Mình không thể nào mình ép o ép mem của mình được, nên là
Thôi thì em cứ làm đến bao giờ mà không làm được nữa thì thôi. Đúng rồi, nó càng ngày càng nhiều sâu xiếc các thứ trong túi con đường ấy thôi á. Ừ, tại vì phần còn lại thì anh mang anh tặng người khác hết rồi. Em hiểu mà, đâu quý mến gì mình đâu, nên là dành được một cái kem cho mình thôi. Nên là Linh khuyên mọi người là ai biết thì biết, không biết thì thôi. Nên là gặp người ta đừng bao giờ hỏi vấn đề tài chính, tại vì đó là một vấn đề rất là vô duyên. Người ta có kiếm nhiều, người ta có kiếm ít, nhưng mà người ta cũng có liên quan gì đến mình đâu. Đâu có ăn được của đồng nào của nhau đâu, hỏi thu nhập làm chi. Người ta chỉ giấy một sự vô duyên và tọc mạch thôi ấy, cho nên là đừng hỏi những câu đấy khi mà nói chuyện với người khác nhá. Thật đấy. Trời ơi, ai mà hỏi mình lần đầu tập mình mấy lần đầu mà hỏi mình thu nhập với cả lương tháng, chắc mình không muốn nói chuyện, không muốn tiếp chuyện lần sau nữa luôn á. Xong hỏi gì, có người yêu chưa, ấy chồng chưa, à lấy chồng chưa, ok đấy tôi rồi, lấy chồng hay là tôi có ế độc thân toàn cuộc đời thì cũng không liên quan gì đến miếng cơm manh áo hay là bữa sáng của quý vị. Cho nên là ngưng hỏi những câu hỏi thừa thãi nhá. Có thể nhiều câu ví dụ dạo này khỏe không, công việc ổn không, như thế là được rồi. Đúng rồi, hỏi về tài chính lương tháng này bao nhiêu chỉ có vợ được hỏi thôi. Sợ nhất đấy, sợ nhất luôn. Chả nhẽ hỏi kêu là cũng đủ sống, không ăn cắp ăn trộm quá ai được, ngày ăn hai bữa cơm đấy. Trời đất, mẹ mẹ anh còn có quyền hỏi chứ, còn nếu mà người ngoài thì chắc là em chém luôn đó. Ok, mọi người muốn nghe về gì tiếp nào? Xin anh hãy buông thật chậm, đừng để em ngã xuống vụn vỡ thành từng mảnh cô đơn. Nếu có buông tay thì xin dứt khoát một lời chớ quay lại và thương xót cho em. Dù vết thương kia vẫn tồn tại và nỗi đau kia vẫn kéo dài, dù có ra sao em vẫn mong anh đừng quay trở lại. Vì em luôn biết em sẽ yêu anh nhiều hơn chính mình, dù cho ngày tháng lầm lỡ sẽ lại một lần vỡ tan, thì xin anh hãy xa em cho quá khứ đời mình. Ô, một nghìn năm trăm năm mới thấy anh Kaka vô show của em một lần. Anh Kaka hôm nay không ngủ mà sao thức muộn hay là dậy sớm kinh vậy? Nếu có buông tay, xin anh hãy buông thật chậm, đừng để em ngã xuống vụn vỡ thành từng mảnh cô đơn. Vợ con đâu rồi anh ca? Nếu có buông tay thì xin dứt khoát một lời chớ quay lại và thương xót cho em. Dù vết thương kia vẫn tồn tại và nỗi đau kia vẫn kéo dài, dù có ra sao em vẫn mong anh đừng quay trở lại. Chờ xe giờ này hả? Cho chờ xe sáng sớm này. Ôi thích thế, được đi du lịch. Dù cho ngày tháng lầm lỡ sẽ lại một lần vỡ tan, thì xin anh hãy xa em cho em đường quên đi một bóng hình để em được ngủ yên với quá khứ đời mình. Tôi vẫn tranh thủ vào coi thóc được luôn.
Mọi người ấn theo dõi lên Hoa Free và vote 5 sao trên điện thoại cho Linh mọi người nhé. Hi Hi Hoài. Vì em luôn biết em sẽ yêu anh nhiều hơn chính mình. Dù cho ngày tháng lầm lỡ sẽ lại một lần bước tan, thì xin anh hãy xa em cho em được quên đi một bóng hình, để em được ngủ yên với quá khứ được mình. Thì xin anh hãy xa em cho em được quên đi một bóng hình, để em được ngủ yên với quá khứ đời mình. Mọi người đâu hết rồi? Lại im lặng rồi. Người đừng lặng im đến thế nào, hãy lên tiếng xem nào. Lên tiếng coi mọi người đâu có đang xem không đấy. Buồn ngủ luôn, lúc nào cũng buồn ngủ, xem show thôi, lúc nào cũng kêu buồn ngủ. Thế thì ông đi ngủ cho nhanh, ông xem làm gì. Như kiểu nói chuyện với ma, gọi điện à, gọi xong không ai thưa. Ngày xưa anh Kaka là thích nghe nhạc Thu Thủy đúng không nhỉ? Bây giờ đã thay đổi khẩu vị chưa anh? Hay là vẫn nghe nhạc Thu Thủy như bình thường? Anh vẫn đây. Ai có quà thì hãy lên quà động viên cho Linh đi nhá. Vì một cuộc sống không khó khăn. Chưa à, anh vẫn thích nghe nhạc Thu Thủy à? Ôi dồi ôi, nịnh nọt quá. Thiếu gì idol hát hay. Để thế tặng anh Kaka ở bài Thu Thủy nhá. Bài gì nhỉ? Lời chia tay. Dễ nói thế sao anh? Chắc là đi đâu nói với idol nào cũng thế đúng không? Chứ ai hát hay em? Biết gì mà lại có lời này. Hát tạm beat này vậy nha. Chỉ từng dòng nhạc à? Mỗi idol dòng nhạc đó. Beat này hơi cùi bắp, để Linh tìm xem còn cái beat nào nghe nó dễ chịu hơn chút không. Nghe beat này như đấm vào tai vậy. Beat này hơi hơi lởm nên là hơi nhỏ. Nghe ghê chứ mà. Biết nghe kiểu vỡ ra luôn ấy. Chất lượng đúng là cùi bắp này. Anh khi yêu đều nghe người ta đã có nói, nếu yêu ai đừng nên yêu quá dại khờ. Ai khi yêu đều nghe người ta đã bao nhiêu rằng tình yêu vẫn thương là nỗi đau. Mà sao em vẫn không tin, mà sao em vẫn yêu anh, vẫn tin vào tình anh. Để giờ đây ôm nỗi đau một mình em trong xót xa khi người quay bước đi. Anh khi yêu đừng nghe người ta đã có nói, nếu yêu anh đừng đặt niềm tin quá nhiều. Anh khi yêu đừng nghe người ta đã bác nhau rằng lòng người vẫn thương. Mà sao em vẫn không tin, tình yêu em vẫn trao anh đến bây giờ đến đâu. Người đưa vui đến với em rồi người quay lưng bước đi.
chia tay chấp cho em sao quá dễ dàng. Phải chăng khi yêu là khó đâu, tình đến cho ta là vui buồn, rồi nhìn ra được xa xăm đâu còn có hay. Vì một khi yêu có yêu thêm sao dẫn nói quá người ơi, để rồi bên nhau thương yêu mất đi sao quá dễ dàng. Phải chăng khi yêu là khó đâu, tình đó chỉ có trong giấc mộng, tình yêu cho nhau khi xa rồi đâu hay là. Biết thỉnh thoảng cho vài đoạn nghe rè rất là tai. Biết ngày xưa đúng là tởm thật, không được cái nào tử tế. Mọi người chịu khó nghe đoạn dạo hơi ghê tí nhá. Nhưng xin chào Aloha nhá. Đêm rồi này là em mắt nhỏ nhỏ thôi, mọi người thông cảm nhá. À, cảm ơn Aloha đã tặng kem cho Linh. Khi yêu đừng nghe người ta đã có nói, nếu yêu ai đừng đem niềm tin quá nhiều. Ai khi yêu đừng nghe người ta đã bao nhau rằng, lòng người vẫn thương hay đổi thay. Mà sao em vẫn không tin tình yêu em vẫn trao anh, để bây giờ được đâu. Người đùa vui đến với em, rồi người quay lưng bước đi, tình yêu ngày xưa lại chia vai. Chưa cho nhau sao khó quá người ơi, mà lời chia tay trao cho em sao quá dễ dàng. Phải chăng khi yêu là khó đâu, tình đến cho ta bao vui buồn, giờ tình ra đi xa xăm đâu còn có hay. Nhưng một khi yêu có yêu thương sao dễ mong quá người ơi, để rồi bên nhau tin yêu mất đi sao quá dễ dàng. Phải chăng khi yêu là khó đâu, tình đó chỉ có trong giấc mơ, tình yêu cho nhau khi xưa giờ đâu. Vì tình yêu giữa ta trao cho nhau sao khó quá người ơi, mà lời chia tay anh trao cho em sao quá dễ dàng. Phải chăng khi yêu là khó đâu, tình thức chắc có bao vui buồn, dù tình ra đi xa xa tình nào có hay. Nhưng một khi yêu câu yêu thương sao sẽ nói quá người ơi, để rồi bên nhau thương yêu mất đi sao quá dễ dàng. Phải chăng khi yêu là khó đâu, tình đó chỉ có trong giấc mộng, tình yêu cho nhau khi xưa giờ đâu hay ai. Mà lời chia tay sao quá dễ dàng. Aloha là ai nhỉ? Lần đầu xem show Linh đúng không? Cảm ơn mọi người nhá. Mọi người đừng quên ấn theo dõi bên trên nhiều lên hoa free và ai like bằng điện thoại thì mọi người bút 5 sao cho Linh nhá. Mọi người thích nghe bài gì nào? Mấy bài cũ cũ hay là mấy bài mới mới gần đây nào? Linh thì không đảm bảo là thuộc 100% được hết đâu, nhưng mà bài cũ à? Cũ kiểu như nào? Cũ của ai? Anh Tim sao nãy giờ là chả comment gì, chỉ có thả emo ấy. Nãy chờ quà của mỗi anh Tim nữa thôi. Mọi người ai anh tặng rồi? Mỗi anh Tim mà chơi em đến ghế nhỉ? Phạm Quỳnh Anh à? Chỉ có bụi bay vào mắt này, không đau vì quá đau này. Ở nơi ai đó có thế giới này. Hết à? Ngày xưa em nghe cũng nhiều mà bây giờ em chẳng nhớ mấy. Thôi bài đấy xến lắm, em không thích bài đấy lắm. Phạm Quỳnh Anh có bài gì nhỉ? Thôi ai thèm bắt lỗi gì. Khen một câu thì chết ai đó. Nhưng còn người dưng ngược lối tình yêu cao thượng cơ. Mà chẳng thuộc. À đây có bài này này. Bài này ở trong phim bài này ra không cũ lắm đâu, nó cũng khá là mới. Tại vì bài này ở trong phim Chàng Trai Năm Ấy có Sơn Tùng đóng á, rất là xúc động.
khá là hay. Bài này có một bản Hàn với một bản Việt. Trời đất vẫn không ngừng vần xoay, buồn vui kiếp sống là một vòng quay tháng ngày. Giấc mơ ngày xưa tưởng chừng cho hai đứa, giờ anh chẳng còn bên em nữa. Bỏ mặc cho người ta đón đưa. Chào Quang Anh nha. Đã có những đêm em lẻ loi vì đường ngõ tôi tìm lấy ngày xa vắng rồi. Rằng anh buồn tình còn quẩn quanh đâu đây, cho hôm nào đợi nhau vẫn đứng đây. Cảm xúc vẫn như chờ giờ thật đây. Buổi chiều hôm ấy ước chi em còn trên môi những câu vô tình đau nhói, khiến yêu thương đành tan theo lấy khói. Chiều ngày anh hỏi em ước chi anh về đây một lần thôi, tao cũng đang sợ mình cũng hát khúc ca thương nào. Hóa ra là toàn xem chùa, xem trong im lặng à? Như thế là không được đâu nha. Muốn ủng hộ cho Linh thì phải lên tiếng đi. Nước mắt có rơi bao ngày qua thì lần lỗi đó chẳng thể nào em xóa nhòa. Phố quen ngày xưa giờ đây cô đơn quá, thiếu đi một bờ vai đã rất xa. Chỉ có em trong vòng tay người lạ. Buổi chiều hôm ấy ước chi em còn chưa nói những câu vô tình đau nhói, khiến yêu thương giờ tan theo mây khói. Chiều nay anh hỏi em ước chi anh về một lần thôi, cùng đơn sơ mình cũng hát khúc ca thương. Chiều hôm ấy ước chi em còn chưa nói những câu vô tình đau nhói, khiến yêu thương đành tan theo mây khói. Chiều nay anh hỏi em ước chi anh về đây một lần thôi, tôi cũng đang sợ mình cũng hát khúc ca. Thì mình không mạnh với các mảng khác thì mình phải hát, đẩy mạnh chất lượng âm nhạc lên chứ. Mọi người vào đây có phải để ngắm mình đâu, mọi người vào đây là để nghe mình hát mà. Nghe chùa sướng nhưng mà người hát thì người ta không hề sướng đâu. Khi mà người ta biết là mình có show nhưng mà người khác có xem nhưng mà không nói gì á, thì tức là người ta cảm thấy là mình không được tôn trọng á. Chứ không phải là khán giả không nói gì sướng nhưng mà nghĩ ca sĩ thì cũng bỏ qua đâu. Tại vì nó là cái phép lịch sự tối thiểu thôi. Khi mà lắng nghe hay là thưởng thức một cái gì đấy, nếu mà bạn vào thì bạn chỉ có im lặng, hay tốt nhất là bạn nên đi ra ngoài và không nghe nữa. Cảm ơn lời vàng ý ngọc của anh Aloha. Không phải cô giáo mà mình chỉ nói thôi, vì bản thân của mình bên ngoài ngoài đời là một người đi hát. Nếu mà mình hát mà khán giả người ta chỉ ngồi được mặt ra, người ta làm việc riêng này, người ta không vỗ tay, người ta cũng chẳng có ý thức thưởng thức ấy, thì không bao giờ mình muốn hát cho những người đó nghe cả. Tại vì mình luôn luôn là muốn hát cho những người mà người ta có ý là muốn thưởng thức mình hát cô. Chứ còn nếu mà không thể hiện ra thì ai mà biết được. Khác gì mà tôi đứng hát trên sân khấu xong ở bên dưới là một dãy ghế nhựa đâu. Để nếu mà khán giả mà như thế thì thà tôi hát cho cái ghế nghe còn hơn, đúng không? Đúng rồi, nếu mà thực sự là nếu mà không có ý thức một chút, hay là không muốn ủng hộ idol một chút ấy, có thể là quà, bạn có quà thì bạn tặng, bạn không có quà thì bạn hãy lên Hoa Free, hãy vote 5 sao và hơn nữa là hãy comment nhiệt tình để cái người ta đang biểu diễn người ta không cảm thấy là mình
mình cũng không hát cho ai nghe cả, cảm giác như kiểu chẳng có ai thưởng thức ấy. Mình đấu rồi mình hát không quan tâm thì không ai quan tâm thì hát chi nữa. Đấy, cho nên là một là có thể là không nghe luôn. Linh thực sự Linh không cần quá nhiều người mà vào mà nghe, thậm chí im lặng gọi là nghe chùa. Tại vì như thế thì nó không đáng. Đấy, những người ghi nhận như anh thì thật ra ít thôi, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi anh ạ. Mà giờ này thì mình cũng không mong là đông được hơn, nhưng mà mình mong là ai trong room thì chịu khó text chat một tí, chịu khó tương tác một tí. Tại vì có tương tác qua tương tác lại thì nó thế là mình một cái show của mình cảm thấy là mình không bơ vơ một chút. Chứ còn mà mọi người cứ im lặng như thế, Linh cũng chẳng biết là Linh hát cho anh nghe, Linh cũng chẳng biết là mọi người cảm thấy như nào. À, con này hát rất hay, rất dở hay là như thế nào. Bập nha. Trời ơi, mình đâu có nói là mọi người phải spam hay là phải nói xàm đâu. Thế hát xong một câu không vỗ tay xem kêu là hay quá, hay là ôi bài này hay này, các thứ như kiểu anh gấu bông anh vẫn hay làm với em á. Chứ em có cần là mọi người phải spam hết cái này những cái nọ để khi mà trôi tuột cả comment của mọi người đâu. Em bảo là có tương tác chứ không có nghĩa là phải nói nhiều, nói xàm rồi spam đi lặp lại một nội dung sáo rỗng nhá. Em cần cái tấm lòng của mọi người thôi. Người ta đã không bắt buộc là không yêu cầu là ai phải lên quà, tại vì cái đấy là không thể nào bắt buộc được. Cho nên là mọi người hãy thông cảm với những cái gì mà em vừa nói. Em vừa rất nghiêm túc lắm thì em mới nói những lời này đấy, chứ không phải là em nói chơi đâu. Nhanh, còn 18 phút nữa. Đừng quên là tối nay em có một show đánh đàn hát acoustic lúc 19h room 11 nhé. Thôi nói chung là không giải thích với cái ông Lý Ato cái nữa, nói mãi không hiểu. Đúng rồi, show cuối cùng của tuần đấy nhá. Tối nay show acoustic nhá. Ừ, ai bảo vào muộn. Update gì? Cả muộn thì phải chịu chứ sao. Giữa bóng mai sáng xanh
Lần sau ấy, nếu biết Linh sâu rồi mấy cái giờ kiểu này thì đặt báo thức mà dậy, chứ đừng có hy vọng vào cái talk báo điện thoại. Hên xui lắm mà hầu như là không báo đâu. Cho nên là mình cứ tự chủ động mình đặt báo thức cho chắc. Thì nghiện nghe Linh hát à? Mọi người đừng quên ấn theo dõi bên trên này cho em nếu mà ai chưa ấn nhá. Liên hoan free vote 5 sao trên điện thoại và lên quà. Vô cùng giờ này á, Linh hát bài đấy thì cũng chảy mồm nữa rồi. Nhưng mà Linh đã quá chán, không muốn hát bài đấy thêm nữa. Cảm giác như nhắc đến từ vô cùng mà mình thấy kiểu ứ tận cổ ấy, vì phải hát quá nhiều. Ông này có phải ông Sang không đấy, sao khẩu vị giống vậy? Nghe phát sợ được. Đớn đau anh vẫn yêu em à? Về này chịu rồi. Hát nhiều quá chán được. Có cái ông ghế một của em, ông ấy suốt ngày chỉ có yêu cầu một cái bài đấy thôi. Em phải hát nhiều đến cái mức mà em còn không dám hát nữa ấy. Không biết bài đấy, không biết đớn đau hay là gì đâu. Người em tìm kiếm nhá. Không hát bài đấy. Bài đấy hãy đợi một thời gian sau đi. Thời gian dài dài thì đấy. Đây có phải ông Sang cải trang rồi đấy. Sao nhiều người thích cái bài đấy vậy? Tìm một người như thế á. Bài đấy như bài tìm một người như thế như không có beat đâu. Những lá thư anh gửi em đều đóng không sót câu nào. Nỗi như anh đang làm em mong mình hẹn đón em chiều nay đi, dẫu khác nhau đôi điều, em lại lúng anh rất lãng mạn. Chính những điều này làm em tin tình yêu hai chúng ta trở nên thú vị. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, chỉ ba năm rồi đây, dần thời gian qua anh đang ở đâu, sao không ở đây? Clip hát bài đấy rồi mà. Mọi người nhớ là tối nay em có showroom 11 lúc 19 giờ nha. Hãy subscribe.
trên này thì không bao giờ được 100% đâu, tại vì mình phải đảm bảo âm lượng ấy, nó không bị to quá, với cả là hát beat thì nó sẽ không được sung sức như kiểu là hát live. Cảm ơn anh Aloha nhé mọi người, ai chuyển theo dõi thì tục ẩn theo dõi nhé, đừng quên lên hoa free bóng 5 sao điện thoại. Và em hát live ở Hà Nội, em sống ở Hà Nội mà, trời, sống ở Hà Nội hát live Hồ Chí Minh làm chi. Em còn 7 phút nhá. Like đâu thì inbox để Linh nói sau, chứ Linh không tiện nói trên này nha. Ở đây ở trong mấy người xem talk thì có một anh suốt ngày anh đi xem em hát like, nhưng mà em chưa bao giờ. Thế à? Thì đã bảo là inbox để biết thêm chi tiết, Linh không nói ở đâu đây, ở đây đâu. Nói mọi người có biết đâu. Không phải ngày nào Linh hát. Có một anh ở talk này, suốt ngày đi nghe em hát ở phòng trà cà phê các thứ ấy, rồi quay clip lại. Nhưng mà không bao giờ biết mặt anh ấy là ai, tại vì kiểu toàn xem dấu mặt ấy. Xong vì mình mới kiểu thấy post clip thì hóa ra có người xem hát các thứ bên dưới ấy. Không biết là có bài tìm một người như thế biết chưa. Có rồi này. Bài này chắc ít người biết, không nhiều người biết đâu. Vì bài này nó rất là không phải thị trường, bài này không kén, à bài này nó kén người nghe. Những cơn mưa bất chợt rơi, một mình em đang chờ đợi ai. Những vết nứt trong tương hơi thở.
Hiếu không sao đấy. Tim đang lại buồn. Thật ra hát bài này vào giờ này cũng là một sự mạo hiểm rất là lớn, tại vì hát bài này rất là khó. Cùng thấy những nơi ấm an dịu dàng sự cố gắng khi mà phải hát bài này lúc lúc rạng sáng này nó rất là khó. Tại vì nếu mà bài này mà cho Linh hát ngoài thì chắc chắn là còn thành công hơn. Tại vì kiểu có một cái điều kiện môi trường gì để bung được 100% sức ấy thì nó sẽ thích hơn. Cảm ơn anh Aloha, cảm ơn Dương Pisu, cảm ơn Hiếu Hiếu nhiều nha. Linh sắp hết rồi, còn một phút thôi. Idol vừa chưa lên nhưng mà chắc là cũng sắp lên đấy. Nghe nhạc nhé, tại vì hết giờ vừa chả kịp hát gì nữa. Idol lên chưa? Chưa đúng không? Có mọi người nhé, mọi người đừng quên tối nay 19 giờ em có show acoustic room 11 nhé, 11 19 giờ. Room đấy là em sẽ tự đàn tự hát đấy. Dạo này chả biết bật bài gì cho nó hay. Bật nhạc nước ngoài vậy, nhạc Việt chẳng nghĩ ra cái bài gì à? Mọi người đã đồng hành với Linh cho đến giờ phút này. Sáng rồi đấy, hy vọng là tí nữa sẽ có nước. Mất nước hoài này chắc tôi thành con cá héo ấy. Skip the conversations and the oh I'm fine. No stranger to surprise. Between the raindrop và bé của ai? This paper town has let me down too many times. Why do I even try? Give me a reason why. Ở thanh xuân. I thought that I could trust you, trời never ơi, mind. Why are we switching sides? Life how? Oh, bé lạ ghê. Bài này tận 4 năm trước cơ à? Up năm 2014. Hôm nay có ôm show không ta? Bài này em nói thật là rất rất ít người biết luôn. Không có nhiều người biết đâu. Nhạc này cũng kén mà. Xem idol sao là ai nào? Ôm được ôm liền. Trời, tôi lại mong ôm quá.
đến muộn lắm, anh hay đến trễ lắm, chắc bây giờ mày đang ngủ dậy. Nước uống thì thừa, nước dùng thì thiếu không? Nhật Ánh thì hay bị ngủ trễ á, kiểu ngủ bị lố á. Quá giờ. Chào Tuyền Mốc. Thật đấy, đến phút thứ 5 mới biết được. Thôi, thôi đừng nói trước vội, bước hôm qua chết. Nhiều lần mọi người chủ ôm cho mà ôm thiệt á, không biết lần này hay thiệt thật á. Thứ 7 thì Linh có thể tận hưởng từ chiều đến tối được, mà mai Linh cũng không phải là gì đặc biệt. Linh cũng không đi đâu, đáng nhẽ phải đi làm nhưng mà bị hủy lịch mất rồi. Hộ ghê ta.